mình rất là nhanh chóng. Nhịp chân rất là thon thoát. Đi đầu là cho ngoạn và đội tuyển quân khu 5 là đội tuyển có thành tích tốt nhất ở trong vòng loại đầu tiên của chúng ta. Vâng. Như vậy thấy là rất là khó khăn như thế nào khi phải giữ thăng bằng trên xếp cầu này. Vâng. Không khí ở thao trường cũng nóng bỏng. Và lúc này khán giả xem chương trình cùng với chúng tôi cũng cảm thấy một cái tốc độ hết sức là dũng mãnh của quân khu 5. Có lẽ là Trọng Ngạn cũng sẽ là người đi đầu, nhưng có lẽ là cũng sẽ là người về cuối để đỡ cho các đồng chí khác, đúng không ạ? Chính xác. Chúng ta cùng theo dõi xem đội tuyển quân khu 5 sẽ bố trí các thành viên như thế nào. Có vẻ như quân khu 5 vào mùa thứ hai này của quân khu số 1 thách đấu trở nên còn mãnh liệt hơn trước. Đó cũng sẽ là thách thức cho quân đoàn 4 ngày hôm nay. Những kỹ thuật của đội quân khu 5 vượt qua các vật cản rất là chuẩn xác. Vì vậy nên họ chưa mắc một cái lỗi nào. Tuyệt vời. Mỗi thành viên đều nỗ lực và mỗi thành viên đều xuất sắc thì sẽ tạo ra một cái tổng thể. Một đội tuyển xuất sắc. Vâng. Cho dù có hiểu biết về quân sự hay không, nhưng nhìn những hình ảnh này thì chúng ta cũng cảm nhận được sự chính xác, sự chuẩn xác, sự chuyên nghiệp của đội tuyển quân khu 5. Tôi có cảm giác như đội tuyển nào thi đấu mãnh liệt thì làm cho khói bụi thao trường mù mịt. Wow. Nguyễn Thanh Hoàng. Vâng. Thời tiết của chúng ta đang ở mức là khoảng 40 độ C khiến cho tất cả mọi vật cản của chúng ta đều trở nên rất là khô. Làm cho khói bụi mù mịt, đúng không ạ? Vâng, khói bụi mù mịt. Chúng ta vận động viên cuối cùng của đội tuyển quân khu 5 về đích. Đội tuyển quân khu 5 đã tiếp tục thiết lập một kỷ lục mới nữa ở trong trận thi đầu tiên với thời gian là 3 phút 05 giây và không mắc bất kỳ một lỗi nào. Wow, 3 phút 05 giây, không thể tin được. Ở trong lượt đi thì đội tuyển quân khu 5 cũng vẫn là đội nắm giữ thành tích tốt nhất với bãi vật cản, thời gian 3 phút 05 giây, và lượt về họ quãng đường dài hơn vật cản khác nhưng họ vẫn chơi với thời gian y như vậy. Đổi lại thì tay chân sức sát và thở dốc cũng như là hít rất nhiều bụi. Đây đây, cắt. Giờ máy chơi cầu thủy quá vậy.